bất kỳ ai tìm cách đi đến Úc bằng tàu thuyền mà không có thị thực, sẽ bị đuổi ngược trở lại hoặc bị đưa sang một quốc gia thanh lọc trong khu vực. Thông tin dưới đây không dành cho người có đơn xin diện bảo vệ đang được xét duyệt tại các quốc gia thanh lọc trong khu vực. Thông tin dưới đây dành cho người đã được đi đến Úc bằng tàu thuyền mà không có thị thực và đơn xin diện bảo vệ sẽ được xét duyệt tại Úc. Được ở Úc là đặc quyền, không phải là quyền hạn. Cách cư xử của quý vị, những gì quý vị làm và tác phong của quý vị là những điều quan trọng. Cách cư xử của quý vị có thể ảnh hưởng đến thời gian quý vị có thể được ở lại Úc và đến việc quý vị sẽ sống trong trại tạm giam hoặc trong cộng đồng. Mọi người phải tuân theo pháp luật Úc và cư xử có trách nhiệm trong nhà cũng như ở nơi công cộng. Pháp luật giữ trật tự cho xã hội Úc và an toàn cho tất cả mọi người. Quý vị phải hiểu trách nhiệm của mình và những điều gì là trái luật tại Úc. Một số trách nhiệm và pháp luật này có thể khác với trách nhiệm và pháp luật tại quốc gia của quý vị một số hành vi không thể chấp nhận ở úc những hành vi không thể chấp nhận bao gồm bạo động phá hoại tài sản khai gian với nhân viên chính phủ trình giấy tờ tùy thân hay cho thông tin giả mạo đối xử với tất cả mọi người ở úc một cách tôn trọng kể cả phụ nữ trẻ em và người đến từ các nước khác không tự ý cọ sát chạm vào người khác hoặc sử dụng ngôn từ hung hăng hoặc đe dọa người khác hoặc có những lời nói ám chỉ đến tình dục Quý vị chịu trách nhiệm cho những gì quý vị làm và tác phong của mình, ngay cả khi quý vị không biết hành vi của quý vị là sai trái, hoặc quý vị bị rượu bia hay ma túy ảnh hưởng, hoặc quý vị vi phạm sai lầm. Hãy nói chuyện với những người quý vị tin tưởng về phong tục và văn hóa của Úc. Nếu có điều gì không hiểu, quý vị hãy cởi mở và đặt câu hỏi. Nếu được cấp visa, quý vị phải tuân theo tất cả điều kiện kèm theo visa. Những điều kiện này được ghi trong lá thư cấp visa hãy đảm bảo quý vị hiểu những điều kiện này nếu được cấp visa tạm thời bridging visa một trong những điều kiện kèm theo visa là phải tuân theo bản quy tắc hành xử vi phạm điều kiện kèm theo visa của quý vị có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng kể cả việc bị hủy bỏ visa nếu bị hủy bỏ visa quý vị sẽ bị đưa trở lại trại tạm giam di trú nếu không hiểu điều kiện kèm theo visa quý vị hãy nhờ nhân viên di trú hoặc nhà cung cấp dịch vụ giải thích dùm họ có thể cho quý vị biết thêm các chi tiết. Các thông tin cũng có sẵn tại trang mạng www.immi.gov.au-ima.